này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Trời ơi, các bạn có thấy cái gì không? Một cái bạn tóc vàng đang ăn mọi người nè, các bạn thấy không? Tôi hả, nguyên một cái miệng thật là bự ra luôn và nuốt chửng mọi người trong trọng luôn. Trời ơi, bây giờ Happy phải thoát khỏi người của cái bạn tóc vàng này nha. Trời ơi, không biết sao nhưng mà cái mũi tên này Happy sẽ đi theo cái mũi tên này nha. Happy cũng biết nữa, tại Happy đi theo mấy cái đường ta chỉ nè. Tụi hình như là đường này lường hết đó các bạn ơi. Thôi bây giờ Happy sẽ đi theo để Happy gì vậy? Tụi cái miệng của nó hay ghê quá. À, ui, hay ghê quá. Happy nằm ở trong góc luôn các bạn ơi. Ui da, ui mà trơn quá vậy thôi Happy sẽ ui. À, cái gì vậy? Happy đã vô bao tử của cái bạn đó, của bạn tóc vàng rồi. Trong này tối quá, chúng ta phải cầm cái cây đèn này lên nè, để chúng ta phải đi vô cánh cửa này. Ủa mà cái này là cái gì vậy? Để Happy nhấn thử rồi. Cái này là cái gì này? Rồi bật đèn lên nè. Rồi đi gơ đúng không? Ớt nè, ớt. Đúng không vậy? Tối á, Happy thấy đường ra rồi nè. Đây mình sẽ chui xuống đây nè. Trời ơi, cảm ơn mấy cái bạn này nha. Không có mấy cái bạn này chắc Happy không biết đường ra đâu. Đó, cái mũi tên nè, cái mũi tên Happy đi đúng đường rồi nè, người ta chỉ đường Happy đi. À, cái gì vậy? Trời ơi, Happy rớt xuống cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì đổ lát gì trời ơi. Ê, mình có thể đi được rồi nè. Và trong đây bốc một cái mùi thật là kinh dị, kinh tởm. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa, ê, à, chúng ta đã chui ra khỏi đít của cái bạn này rồi. À, kìa các bạn ơi, chúng ta hãy chui vô cái hố cái chỗ mà của con chuột nè, gọi là cái nhà chuột. Ủa gì vậy? À, cái ổ chuột mà sao nó có cái gì đây? Cái gì đây? À, cái laser nữa, tao thấy ghét. Nhà đó mà làm như là không ai vô được vậy á. Đó, mình vô bình thường thấy không? Dễ ẹt. Gì vậy? Em tao dễ. Thôi bây giờ là mình sẽ đi theo cái dấu này, chứ mình mà cứ đứng đó xem mấy bạn nó bấm chắc hồi tới ngày mai mình mới đi ra khỏi cái chỗ cái ngôi nhà này được. À, mình đi theo màu xanh biển đậm đúng không? Ôi dễ ẹt. Ôi Happy không? Happy đi ghê không? Dễ ẹt luôn. Rồi Happy vừa mới nói xong bạn nó té luôn. Ơi, Happy vừa mới nói xong Happy té luôn. Trời ơi các bạn ơi, mình mà té một cái á, là mình quay lại từ đầu luôn. Trời ơi. Thôi. Mình giật mình luôn, mình hết hồn luôn á. Trời ơi. Wow. Đó, đảo đi, thấy không? Happy đi đường này nhanh hơn nữa đúng không? Trời ơi, tại vì Happy mới vô, Happy đâu có biết là nên đi cái đường đó đâu. Ơi da. Rồi xong, tạm biệt bạn thôi. Lấy cây bút lên. Ủa không cái. Đủ. Trời ơi, mới cầm cái đèn dầu lên cái té liền, không hiểu luôn. Thôi các bạn ơi, Happy nghĩ là Happy sẽ ủa cái gì vậy? Ê, các bạn thấy cái gì không? Đó, cái chỗ gì của cái gì mà có cầu thang ở đây nữa nè. Thôi Happy cũng biết nữa, giờ mình sẽ đi theo dấu vết. Đó, rồi bây giờ Happy sẽ đảo ở đây. Rồi sao bây giờ Happy sẽ đi vô để thoát khỏi cái nhà này nha. Đó. Từ cái chỗ nữa té nữa rồi. Hello Happy đã quay trở lại rồi đây các bạn ơi. Từ nãy giờ Happy té hoài, Happy cũng quại lắm chứ đâu phải là Happy cũng bình thường đâu. Đó, giờ bình thường rồi nè, thấy không? Thế nữa Happy cứ bị nhảy cao á. Yeah, cuối cùng cũng nghĩ bình thường được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vô cái hố ủa lộn cái hang gì đó. Rồi xong bây giờ chúng ta hãy đi theo cái gì vậy? À, cái đường đậm. Rồi bây giờ mình sẽ nhảy lên đây, nhảy lên. Cái này nó ngộ ghê, có lúc nó cho mình nhảy cao, lúc nó cho mình nhảy bình thường. Đó xong. Y như vậy còn kính luôn á. Ơi ơi hên ơi, không ổn. Trời, bây giờ mình phải đợi mấy bạn này đi xong mình mới đi được, chứ không là cái này đã biến mất một cách rất là bất thường. Mình sẽ mau ngẫm. Rồi đây gì đây? Gì, the gì vậy? mình đi vô đây đúng không? Ừ đúng rồi nè. À, ui cái gì ấy? Ui nó cho mình bay lên, bay lung tung, bay lên không trung luôn. Ủa các bạn ơi, ủa sao nó cho mình lên gì đây? Cái gì vậy? Cái gì vậy? À cái thiên đàng rồi. Sao nó cho mình lên thiên đàng rồi các bạn ơi? Ơi bây giờ Happy sẽ đi lên cái thuyền này nha. Ủa không thấy sao luôn á, tự nhiên Happy không biết là Happy đã làm gì luôn, là nó cho Happy lên thiên đàng nè. Ê chắc Happy đi sai đường rồi đó. Ủa sao cái nước này mình không có bơi được ha. Các bạn thấy nè, không có bơi được luôn. Thôi bây giờ mình sẽ đi lấy cái xe chạy trên mặt nước để mình chạy nha. Ủa sao mấy bạn thì lấy xe được vậy? À tại ơi mấy bạn nè, các bạn thấy cái phần xe không? Các bạn nhấn vô, tại vì Happy đâu có biết đâu nên Happy lấy đại xe của mấy bạn kia luôn. Và các bạn ơi, ngày hôm nay Happy đã trốn thoát khỏi được cái ngôi nhà của bạn Lily này rồi. Và nếu như mà các bạn thích thì hãy nhấn like và share cho mình nha. Và giờ thì chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.